Hello, xin chào anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Ở trong video này thì sẽ làm về Gangan Mobi nha anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một vũ khí gọi là hiếm này. Và nó chỉ dành cho đại gia thôi nha anh em. Mình biết là nhiều anh em không có nên là phải đi kiếm nick về để review cho anh em xem đấy. Nick này là đang 1.200.000 được chiến nha. Hết 11 server 3, server hội nhà gấu đấy. Server này thì ghê rồi. Không mấy nhiều. Đây, thần sấm sét đây. Chúng ta sẽ xem qua về cái thần sấm sét này đã nha anh em nha. Tất sát hồi 40% HP của sát thương, tức là ví dụ là sát thương tất sát anh em được 100.000 thì nó sẽ hồi 40k. Thế này đi solo thì thôi, cứ gọi là hết tầm. Cái vũ khí, cái thần sấm sét này thì nó sẽ giống dạng như kiểu là ví dụ là khi bạn solo cầm thần sấm sét đi solo bí cảnh đấy thì một mình bạn có thể solo được, nhưng mà khi không có thần sấm sét đấy thì anh em sẽ cần có thần gắt tinh ngăn và thần địa ngục để có thể nói thế nào được. Thần gắt tinh ngăn và thần địa ngục cộng lại thì mới bằng thần sấm sét. Thì anh em sẽ đủ hiểu cái độ VIP của nó là như thế nào rồi đấy. Rồi, mình sẽ thử đi solo phát nha anh em nha, không biết tầng bao nhiêu rồi. À, vẫn tầng 1 à. Chúng ta sẽ thử đi luôn nha anh em nha. Mình sẽ thử solo xem đến tầng được tầng mấy cho anh em nha. À, không có bao à, chán vậy. Ui, bắn ra cái tia hơi bị kỳ lạ nha. Đây, có power anh em nha. Ui, thì nó hồi 600.000 máu ạ. Thế này thì đáng con mẹ nó sợ. Mẹ solo cái cánh thì cứ gọi là hết tầm. Thầy, cái thần sấm sét nó kêu pow một phát mà mình phải giật tay nghe ra ngay lập tức. Ui mẹ, cảm giác chói tai thật sự. Không biết solo được đến tầng mấy, anh em nhớ comment ở bên dưới đoán cho mình xem nha. Xem đến đây nha, chứ đừng tua rồi mới đoán thế thì nói là gì, gọi là tiên tri vũ trụ đó. Xem đến đúng chỗ này hãy comment cho mình biết xem là thử xem cầm thần sấm sét với cái mức độ lực chiến như thế này thì sẽ đi được đến tầng mấy nha. Thì cái tài quá, ong hết cả tai. Mình đoán chắc là solo đến khoảng tầng có khi còn solo đến được tận tầng 10 đấy anh em ạ. Thế khuyến cáo anh em lúc nào mà khi mình pau đấy thì nếu mà có đang xem bằng tai nghe thì bỏ tai nghe đấy nhá, tránh trường hợp bị điếc tạm thời. Tôi chết, nhầm rồi. Đậu má, sao tự nhiên ấn vào băng?
Anh em bó tai nghe ra nhá, chuẩn bị bó tai nghe nhá, tránh tránh trường hợp bị đứt tạm thời. Tầng 3 vẫn là con này à? Đây đủ. Cầm hồi máu đi để có gì ấn nhầm thì nó vẫn pau được. Trong lúc boss nó bắn thì sẽ xem qua hát một tí nha anh em. Nhẫn 13 full truyền kỳ sử thi với một cái thần long. Nó chết rồi. Cái pau mẹ luôn. Úi trời ơi. À, xem con robot xem nào. Robot thì hiện tại này đang có vẹt đỏ 4, vẹt đỏ 5, lưỡi cưa nữa, vẹt đỏ và kỵ sĩ ánh sáng. Thiếu con kỵ sĩ ánh sáng 5 sao nữa. À nhầm, thiếu con kỵ sĩ ánh sáng 1 sao tím đấy. Cái này thì sức mạnh của nó thì khả năng là sẽ kém địa ngục một tí. Nhưng mà về khoản solo thì nó lại vô địch nên là mình chắc mấy ải đầu này mình tính là cầm địa ngục đi để bắn cho nó nhanh cơ. Đây này khó khó thì mới cầm sấm sét đi solo, nhưng mà thôi làm con ten mà nên là phải cầm hết sấm sét luôn anh em ạ. Mẹ, đã để cái tai nghe xa xa tai một tí rồi mà vẫn sói thực sự đấy. Anh em nhớ đăng ký để ủng hộ Big Sai Gamer nha anh em nha. Mình nghĩ chắc là solo khoảng tầm 10 được, khả năng là vậy, đoán thế. À, mình trong thời gian con bot bắn thì xem qua con pet nha anh em nhé. Pet bậc 3 rồi, bậc 2 nhầm. Mắc cấp 8 năm, hiện tại thì đang trung tướng. Server này thì toàn VIP thôi. 1.2 triệu thì chiến mà xếp thứ 11 server thì anh em biết là nó ghê gớm thế nào đấy. Cần không đau bằng địa ngục. Địa ngục nếu mà đi nãy giờ thì chắc là phải này. Đi đến tầng 5, à, đến tầng 6 rồi. Nhưng mà sấm sét này đam hơi chậm. Đấy, anh em thấy đấy, nó hồi máu thế thì bắn một giờ nó mới chết.
tầm mấy con này chắc là phải đam đến sang năm, đam hết 200 lượt khi còn đéo chết đi. Rồi xong tầng 4. Tiếp gian bắn tỏi. Có khi nick này nên đổi lại thành gian bắn hành hiệp mỹ hơn ấy. Bắn tỏi là còn nhẹ. Những cái nick này là chuyên đi bán hành trong danh rồi còn gì nữa. Xoái tài thế mà. Mình phải đeo tai nghe vào thì nói anh em mới nghe rõ được, chứ không nếu như mình không đeo tai nghe như một số video đây là tiếng nhạc game là nó át tiếng mình nói luôn, thế mới khổ. Thế này cứ trung bình khoảng tầm 2 phút thì đi xong được một bí cảnh. Hôm nào mình sẽ cầm tiếp thần sấm sét đi solo bí cảnh robot nha anh em nha. 9 cảnh robot, còn đây là bí cảnh. Cái này chắc phải 2 tun nữa mới chết, 1 tun bao với 1 tun nam thường nữa. Cái này mà còn kết hợp với bao như của địa ngục nữa thì thôi. Mẹ vũ khí này nó cứ gọi là bá đạo thực sự đấy. Điện thoại hết pin rồi anh em ạ. Sạc một tí đang quay sập nguồn thì toang. Mà nó 2% mà vẫn chưa chịu chết ạ. Rồi xong tầng 5. Mấy tầng này thì mình cầm địa ngục đi đam cho nhanh nha anh em ơi. Đến tầng khoảng tầng 8 thì mình sẽ cầm sấm sét đi solo nha. Quay thế này lâu quá. Rồi, địa ngục đâu rồi? Ở đây. Đứng ở giữa thì anh em bắn 26 69. Nó sẽ mắc đam đứng ở đầu thì bắn 26 64, đứng ở cuối thì bắn 26 78. Cái icon này là anh em phải sử dụng trên 100 FP nha.
SP là cái thể lực của thanh xanh này. Mạnh một lực thôi là trượt đam bao rồi. Đấy, cảm giác cầm địa ngục đi nó nhanh luôn hả? Đấy, anh em thấy đấy, vừa lấy chỉ lệch một lực lên 70 phát đã trượt luôn nam pau rồi, khó thực sự. Mình khuyên anh em nha, khi dùng pau địa ngục đấy thì nên cộng 20 cái 50% hơn là cộng một cái cộng 2 với lại cộng 50%, thì thế đam nó sẽ yếu. Tầng 7 rồi. Con rồng này là phải bắn mình đúng không? Ừ đúng rồi, rồng bảo vệ này là bắn mình. Bắn mình hay bắn nó nhỉ? Con này mình chưa để ý cho lắm. Thử bắn nhẹ phát mình xem. Ơ thế là méo phải à? Má, mình tưởng rồng bảo vệ giống như kiểu ở trong kia, ở trong mấy cái kho bản vực rồng hay cái gì đấy, quên mất rồi. Đậu xanh. Đây, những cái lúc này là cần cần nắm một cái thần tấm xét này. Từ ái sau mình sẽ cầm thần sấm sét đi nha anh em nha. Hoặc không, nếu như ái này thua là ra là phải cầm thần sấm sét luôn. Ok, con liên tục là khó chịu thật sự. Hai tu nữa con này mới chết. Nào, cái icon này. Mẹ má mày. Chết rồi con trai ạ. Còn không có giáo chết được. Đáng rồi. Hồi máu phát á. À mà vẫn chết mà. Má nó. Tại nick này mình mới mượn về được nên là chưa hiểu rõ đam điếc của nó thế nào cho lắm. Bảo mẹ luôn nhìn đợi chờ gì nữa. Rồi, à, tầng 8 là phải cầm cái đâu tầng 8 chưa chắc đã cần. Thôi. Tầng 8 sẽ bắt đầu từ tầng 8 sẽ cầm thần sấm đi solo nha anh em nha.
Chính xa thế. Biết xa. Phát sau rồi hồi máu là hợp lý, nó hồi mình vừa ấy mình nhìn quá nó có ít là 600k máu hay bao nhiêu cơ mà. Thôi xong rồi, cái icon này là bắn siêu cao đúng không? Thôi hỏng rồi. Thôi hỏng rồi, cái này là bắn siêu cao thì đi rồi. Má nó bắn siêu cao của nó cho mình đứng ở cuối ạ. Đứng cuối bắn siêu cao sẽ đéo nó được. Lại nha anh em nha. Lại đứng ở cuối đụ mẹ mày. Bán khoảng 90, 91, 92 để anh em ạ, tùy anh em. Đấy, xảy ra đây mới siêu cao rồi. Ôi thôi lại đéo cầm băng rồi. Má nó quên hết cái này sang cái khác. Lại lại nha anh em nha. Hiểu lỗi quá. Trận đứng ở đầu rồi. Ra đây chính góc siêu cao luôn. Đấy, xong rồi nó một là nó băng, nó bắt mình băng đấy thì mẹ vừa ấy nói xong bắt băng luôn rồi. Đoạn này bắn khoảng 94 nha, 94 là hợp lý đấy, hồi đoạn 500k máu. Solo thế này thì phê phải biết. Tiền nào của đấy đấy anh em ạ. Cái clip mà đổ màu khác đây là clip của Ngọc Quái nha anh em nha. Anh em nào không biết thì đấy là clip của Ngọc Quái. Bắn trượt thì sao mà hồi ít máu dã man vậy. Trượt mất ít. Lại băng ạ. Cầm băng bắn nó cũng thẹt thẹt phát. Chết chó rồi, phải giết nó nhanh không hết băng. Mình lại tăng trượt rồi sao đấy. 40% biết thấy mà. Quặng cái nào.
cứ bị hụt ra đằng sau không hoài vậy. Năm lực à? Vẫn còn trên 2, 2, 3 nữa. Vẫn trượt ạ. Cái cấu thật sự. Chết đó rồi, hết băng rồi anh em ơi. Nào, nào, mày quá nó không ra băng. Bao phát nữa nó có chết không? Thôi xong rồi. Mình bắn trượt mấy phát nhiều quá. Ui đéo chết. À cay thực sự. Có khi kết thúc video đây thôi nha anh em nhá. Solo thì chắc là phải được đến tầng 10 nữa cơ, nhưng mà thời lượng video hơi dài. Với lại là tài của mình bắn hơi ngu một tí, nên là mới đến được có tầng 8 thôi. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Nếu mọi người thấy hay nhớ để lại cho mình một like, một chia sẻ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.